Còn ai ở Bình Dương lúc 3 giờ sáng? Ship mới mua của con chép một cây thánh giá, bây giờ có một cây thánh giá trên tường luôn các bạn. Là ship có hai cây thánh giá hả? Mày thì có nhiều mắt đó, nhưng mà tao có Sharingan. Chết đi con quỷ nhiều mắt!